bà con nên nhớ và phải thành Phật, đừng có nghĩ gì, đừng nghe lời quỷ sắp quỷ chết. Chỉ như thế đó, đừng có nghĩ gì khác hơn, mặc dù ai phá hoại cái đó, không có ai phá hoại. Đúng không? Nghe là dạ, chú Liên có nói là chú nói là cái người làm chứng cho chú là chú Năm mới làm chứng trễ quá, ý chú chắc là không làm chứng sớm. Bởi làm chứng sớm thì chú không có mang bệnh đã lâu như thế. Và chú trước đây cũng là bác sĩ của bên quân y trước đây. Dạ, cảm ơn chú thì chú cũng cứu và chú cũng chú cũng dùng chú nghe làm chứng cho nhiều người tin Chúa. Một trong những người tin Chúa tôi đã đánh tiếp và tiếp chuyện đó là hậu cận của Tô Huy Giám. Thì cái người đó tôi cũng đã đi sẽ lời của Chúa với chị Thu còn đang chăm sóc tại Phần Nhân. Và ông cũng có đức tin cũng giống như chú Liên vậy đó. Và đừng nói với bài tổng của Chúa giống như hạt giống được nhà nhà. Nên là vinh hiển được của Chúa. Amen. Dạ. Tại vì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em là nói về anh Tâm là anh Tâm có thể lên đây nói để làm chứng cho người đánh cho Chúa. Tại vì tôi không nói chuyện của anh em như thế. Rồi chúng ta kết lệ anh em, chúng ta cầm tay. Xin cảm ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh. Thì hồi sáng này thì tôi được một người chị em là điện thoại cũng như là đi đến chú Tư này để làm chứng cho chú Tư và thứ Tư. Thì chú Tư là cũng bệnh lâu ngày rồi, thứ Tư thì cũng bệnh rất là lâu, thứ Tư thì cũng đi trị ở Sài Gòn á, về cũng mới về. Về thì thứ Tư cũng nằm trên cái niệm như là ra thì làm chứng thì thứ Tư còn nằm trên cái niệm. Thì cô dâu của thứ Tư thì nói thứ Tư á là khi mà nằm đút ăn á thì là thứ Tư ăn được. Còn thứ Tư ngồi á thì đút cho thứ Tư ăn á thì ối ra hết, không có ăn được. Vậy là chú Tư cũng vậy, chú Tư thì cũng đau yếu rồi đi tới luôn cũng khó khăn. Thì là chú Tư nó cũng như là nó hâm hẩm tối ngày đó, không nóng không lạnh, hâm hẩm có ngày. Vậy là hai chồng con cũng làm chứng nói về Chúa thì nói về sự cứu rỗi của Chúa. Và nói về Chúa Giêsu thì vừa nhận được sự cứu rỗi thì sau đó cũng được chữa lành. Thì là chú mới nói là tôi chừng nào là tôi được Chúa chữa lành là tôi mới tin. Rồi tôi mới thì cũng nói về vấn đề mình thờ Đức Chúa Trời, mình không có thờ những cái thần ở dưới này nữa. Thì chú tôi cứ nói chừng nào mà tôi kinh nghiệm được thì tôi mới dẹp. Thì con mới nói là bây giờ rồi thì nếu mà chú chấp nhận tiếp nhận Chúa thì để con hướng dẫn cho chú là tiếp nhận Chúa rồi con sẽ cầu nguyện cho chú Thiến. Thì chú Thiến cũng đồng ý thì tiếp nhận Chúa, hướng dẫn tiếp nhận Chúa xong rồi là con mới cầu nguyện cho chú với Thiến. Thì cầu nguyện cho chú thì là chú buông ra thì chú nói khỏe quá trời luôn rồi, khỏe hết sức rồi. Rồi cái Thiến Tư thì bà cũng khỏe luôn. Rồi, như hồi nãy con cầu nguyện với chú vậy là chú được chữa lành, chúa chữa lành bao nhiêu phần trăm chú Tư? Được 5%. Rồi là chú mới đồng ý là cho dẹp hình tượng. Thì chú hồi trước á, chú làm thầy gì đó là thầy Bùi Lỗ Ban. Rồi là chú quy y là hai cái bằng quy y Tam Bảo gì đó là quy y luôn. Rồi là rồi thờ Tam Cấp. Ở đó cấp rồi là thờ cái tượng Phật Tổ, rồi cái tượng bà Phật Mẫu, rồi cái thêm cái tượng là Phật Mẫu Hâm à chung. Rồi thờ trong nhà là thờ đủ thứ cho nó thờ thần tiền. Rồi là chú chấp nhận cho dẹp, rồi là cũng là dẹp hết trơn luôn, rồi là đấu đem ra dẹp hết trơn, rồi đấu xong hết trơn, rồi mới cầu nguyện chúc phước cho gia đình chú. Rồi là chú rồi Thiếm cũng khỏe luôn. Hồi khi mà đốt cái hình tượng rồi xong trên trở xuống nhà cô dâu bán ở dưới sông á, thì cô Du mới làm cho cô dâu của chú Tư làm nước uống rồi đem trái cây ra, thì chú Tư mới ngồi dậy là ăn trái cây luôn.
thì cô dâu nói là lạ thiệt, mà mẹ em rồi đi Sài Gòn thì tới giờ là phải nằm ăn không chứ không ngồi ăn. Cảm ơn Chúa thì là nói thì bữa nay cũng như ngày chủ nhật cái lúc đó 11:30 vậy. Nói bây giờ chú có chiều, bây giờ chắc chiều thì cái ngày nhóm hội thánh chú có đi với con được thì con dẫn chú đi. Chú nói thôi thì chú đi với con để nhóm buổi tối này cho biết hội thánh luôn. Thì con dẫn chú Tư lên đây thì chiều. Thì con cũng cảm ơn Chúa là có nghĩa là Chúa làm rất tuyệt vời như vậy là để mà giải phóng cho mình được tối tâm để mà chú Tư được cái sự tự do. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn hội thánh.